Chào mừng bạn đến với sách nói của TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút. Quyển sách hôm nay TK Book muốn gửi đến bạn đọc có tựa đề là Giới thiệu về tư vấn quản lý. Quyển sách này dành cho ai? Bạn có thể gặp khó khăn trong việc nắm bắt chính xác những gì các nhà tư vấn quản lý làm. Giáo sư Mark Zee, bà ai đặt ra mục tiêu thu hẹp khoảng cách kiến thức đó và làm cho thế giới phức tạp của tư vấn quản lý trở nên dễ hiểu hơn đối với những người ngoài ngành. Cho dù bạn hy vọng hiểu những gì mong đợi ở một nhà tư vấn hay mong muốn trở thành một nhà tư vấn, Bà Ai giải thích các quy trình mà nhà tư vấn áp dụng cho các nhiệm vụ, từ xác định vấn đề đến thực hiện các giải pháp, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về hệ sinh thái tư vấn quản lý. Để ủng hộ kênh các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, chia sẻ sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Để ủng hộ TK Book, các bạn có thể mua sản phẩm của TK Book như ly nước và áo có logo TK Book, USB sách nói, ebook hoặc sử dụng dịch vụ thiết kế trang sách theo yêu cầu để làm quà tặng hoặc thẻ thành viên. TK Book xin được giới thiệu vài nét về tác giả, Mark Bai là phó giáo sư về quản lý chiến lược tại trường Quản lý Rotterdam, RSM của Đại học Erasmus. Sau đây là bản tóm tắt sách do cộng sự TK Book thực hiện, mời bạn lắng nghe. Các nhà tư vấn quản lý tư vấn độc lập cho các nhà quản lý về các quyết định quan trọng. Tư vấn quản lý là một doanh nghiệp dựa trên dự án bán lời khuyên cho khách hàng liên quan đến các cơ hội chưa được khai thác và các giải pháp tiềm năng cho các vấn đề hiện tại hoặc trong tương lai. Các nhà tư vấn quản lý không đưa ra quyết định họ tư vấn cho các nhà quản lý trong các tổ chức từ tập đoàn đến bệnh viện cho đến các tổ chức phi lợi nhuận. Để đưa ra lời khuyên khách quan và công bằng, các nhà tư vấn quản lý phải hoạt động độc lập và do đó, không thể phụ thuộc vào một tài khoản duy nhất, mọi người thuê chuyên gia tư vấn để được tư vấn, có quan điểm và kinh nghiệm mới. Với tư cách chính thức, các chuyên gia tư vấn hoạt động giống như bác sĩ, trong đó họ chẩn đoán các vấn đề và là người hỗ trợ và họ cung cấp hỗ trợ tạm thời. Tính độc lập cho phép nhà tư vấn cung cấp lời khuyên đung đắn cho tổ chức của khách hàng ngay cả khi khách hàng có thể không muốn nghe. Tư vấn quản lý có ba hình thức, tư vấn trí não đề cập đến việc tích lũy kiến thức để giúp khách hàng giải quyết vấn đề, tư vấn thủ tục đề cập đến việc giúp đỡ những khách hàng đang phải đối mặt với những thách thức tương tự, chẳng hạn như kết hợp tiền điện tử vào một mô hình kinh doanh. Tư vấn tóc bạc đề cập đến việc cung cấp cho khách hàng kiến thức ngầm hoặc ngầm rút ra từ kinh nghiệm, không có thước đo khách quan nào về kết quả của tư vấn nhưng các chuyên gia tư vấn tinh giá dựa trên hiệu quả hoạt động mà họ tăng tùy theo quyết định của mình. Vấn đề thứ hai chúng ta cần chú tâm chính là số hóa đang chuyển đổi kỳ vọng của các công ty khách hàng và thay đổi việc tư vấn thành một sản phẩm. Tư vấn quản lý bắt nguồn từ một khái niệm kinh doanh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai khi các nhà quản lý tìm kiếm lời khuyên liên quan đến việc thiết kế và chuyển đổi sang hoạt động sản xuất hàng loạt. Kể từ đó, các nhà tư vấn quản lý đã tư vấn cho các nhà lãnh đạo về cách điều hướng các chuyển đổi của ngành công nghệ từ cuộc cách mạng điện tử mở đầu bởi chiếc máy tính, sang số hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Họ cũng tư vấn cho các tổ chức đối phó với sự thay đổi mô hình hệ tư tưởng, chẳng hạn như giúp các nhà quản lý thích ứng với chủ nghĩa tân tự do trong những năm 1980. Số hóa đã dẫn đến tư vấn công nghệ cao dưới hình thức sản xuất các dịch vụ tư vấn và số hóa, các quy trình tư vấn. Các công ty tư vấn quản lý hiện đại đang trải qua quá trình sản xuất hóa Họ đang số hóa các quy trình mà họ đã từng phân phối trực tiếp và đang thực hiện mua lại để đạt được các khả năng kỹ thuật số mới trong khi thành lập các đơn vị chuyên gia kỹ thuật số nội bộ. Theo truyền thống, chỉ có các nhà tư vấn mới trở thành đối tác, nhưng ngày nay, các công ty công nghệ cũng muốn trở thành đối tác khi tập trung chuyển sang phát triển các sản phẩm tư vấn, đòi hỏi cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn tài chính của các công ty tư vấn quản lý cũng đang được thay đổi. Mô hình kinh doanh tư vấn ngày càng phát triển thâm dụng vốn, trong khi trước đây, thâm dụng lao động các công ty hiện đang tìm kiếm nguồn vốn từ các nhà đầu tư cổ phần tư nhân bên ngoài, khi mô hình tư vấn chuyển từ tư vấn như một dịch vụ sang tư vấn như một sản phẩm. Điều đó cho thấy, nhu cầu vẫn tồn tại đối với mô hình kế thừa hướng đến khách hàng dịch vụ. Thứ ba, về địa vị ưu tú và đặc quyền của công việc tư vấn thu hút những sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh. Các công ty tư vấn tỏ ra khá chọn lọc về người mà họ tuyển dụng để gia nhập hàng ngũ của họ. Các công ty tìm kiếm những nhà phân tích cao, có tư duy sáng tạo với khả năng phán đoán kinh doanh và kỹ năng lãnh đạo tốt họ muốn những cá nhân xuất sắc trong tương tác giữa các cá nhân và hiểu mọi người đủ để giành được sự tin tưởng của họ. Các nhà tư vấn phải là người dễ thương, hài hước và nói chung là đủ quyến rũ để ảnh hưởng đến người khác, đồng thời phải có năng lượng và sự công hiến để đạt được kết quả. Các công ty theo văn hóa định hướng hiệu suất này thường chỉ định các chuyên gia tư vấn hàng đầu của họ cho các dự án và gọi những người hiện không làm việc trong các dự án là trên bãi biển. Thông thường, các nhà tư vấn trên bãi biển có hiệu suất thấp hơn, nhưng đôi khi dành thời gian này để làm việc với các đề xuất của khách hàng mới. Học hỏi, kiếm tiền và địa vị là ba lý do chính để ứng tuyển vào vị trí tư vấn. Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh đăng ký trở thành nhà tư vấn vì họ hy vọng sẽ học hỏi được từ thử thách trí tuệ và kinh nghiệm làm việc với các khách hàng cấp cao nhất. Họ thấy rằng làm việc với một nhóm các đồng nghiệp năng động, tài năng là niềm vui và giải trí. Những cá nhân như vậy được hưởng các địa vị xã hội mà các chuyên gia tư vấn nắm giữ, cũng như các đặc quyền công việc, chẳng hạn như các chuyến đi thuyền buồm và trượt tuyết sang trọng họ bị thu hút bởi mức lương cạnh tranh và nhìn thấy cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và cuối cùng là chia sẻ lợi nhuận trong các công ty với tư cách là đối tác. Các công ty tư vấn quản lý chấp nhận một đặc tính làm việc chăm chỉ, chơi hết mình, với các công ty thường xuyên tạo cơ hội cho các hoạt động thư giãn, thú vị, chẳng hạn như bữa tối hoặc kỳ nghỉ cho người lao động. Thứ tư, các đối tác cố gắng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng đã cam kết thông qua hình thức bán hàng mềm. Tư vấn quản lý hoạt động thông qua một chu trình tiếp thị bán hàng và chuyển giao dự án cho khách hàng. Các công ty tạo ra các khách hàng tiềm năng dự án mới trong giai đoạn tiếp thị, khi họ muốn chuyển đổi mục tiêu tiếp thị thành khách hàng. Các đối tác chịu trách nhiệm về việc bán hàng và tìm chiến thuật bán hàng mềm là chiến thuật hiệu quả nhất, vì họ tận dụng các kết nối hiện có và liên hệ với khách hàng để xây dựng lòng tin. Bán dự án là một quá trình lâu dài, bao gồm xây dựng nhận thức và tạo ra sự quan tâm, mong muốn và cam kết của khách hàng, một khi khách hàng tin tưởng công ty các nhà tư vấn xác định tình huống mà mỗi khách hàng phải điều hướng và các vấn đề mà khách hàng phải đối mặt. Tiếp theo, các công ty giúp khách hàng tiềm năng hiểu được giá trị của các giải pháp mà họ trình bày, sau đó các đối tác thuyết phục khách hàng tiềm năng chính thức cam kết với dự án tư vấn. Khách hàng tiềm năng gặp một vấn đề mà họ đang tìm kiếm một giải pháp mà họ không thể tự phát triển. Khi các công ty cung cấp các dự án thành công dẫn đến sự hài lòng của khách hàng, điều này thiết lập một chu kỳ các sự kiện tích cực cho công ty khách hàng mua hàng lặp lại và các công ty trải nghiệm danh tiếng được cải thiện thông qua hình thức truyền miệng, điều này thu hút nhân tài và nguồn lực hàng đầu. Bất kể sự hài lòng của khách hàng, các nhà tư vấn được hưởng lợi bằng cách học hỏi kinh nghiệm từ dự án, mặc dù những thất bại ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của công ty và nhu cầu đối với dịch vụ của họ. Các nhà tư vấn xác định và định hình các vấn đề thực tế của khách hàng bằng cách sử dụng tư duy phản biện. Các bước sau đây giúp các nhà tư vấn quản lý xác định và định hình các vấn đề của khách hàng. 1. Hiểu câu hỏi của khách hàng khách hàng sẽ hỏi những câu hỏi giải thích, chẳng hạn như tại sao điều này lại xảy ra, và các câu hỏi mang tính quy định, chẳng hạn như chúng ta nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Kỳ vọng khách hàng cho rằng họ đã biết giải pháp hoặc hiểu vấn đề của họ, tuy nhiên, trên thực tế, họ có thể không, hai. Tham gia và tư duy phản biện, các đối tác nên xem xét liệu một vấn đề cụ thể của khách hàng có đáng giải quyết hay không, các giải pháp có khả thi hay không và liệu dự án có phù hợp với các giá trị của họ hay không các nhà tư vấn phải phản ánh về bối cảnh và các quy tắc hoạt động của khách hàng và về các giả định có ảnh hưởng đến tình hình ba hiểu vấn đề thực sự để khám phá vấn đề thực tế của khách hàng hãy xác định mục tiêu mong muốn của họ và định hình vấn đề là độ lệch tiêu cực so với nó bốn đánh giá các bên liên quan phản ánh xem các bên liên quan nào phù hợp với mục tiêu của khách hàng của bạn và là yếu tố quan trọng cho sự thành công của dự án của bạn ngoài ra hãy cân nhắc xem các bên liên quan nào có thể khiến dự án của bạn bị chật bánh trong một số trường hợp bạn phải thương lượng với các bên liên quan, những người có thể giữ lại sự hỗ trợ của họ. 5. Suy ngẫm về các loại vấn đề khác nhau, xử lý vấn đề khá đơn giản và dễ giải quyết, ví dụ, một tổ chức cần thay thế máy móc sản xuất và do đó, không cần đến chuyên gia tư vấn. Các vấn đề phức tạp đòi hỏi phải có tư duy phản biện, vì khách hàng không hiểu hết vấn đề của họ và tự cho mình tư vấn, các vấn đề chính trị đòi hỏi các giải pháp đơn giản nhưng đầy xung đột và tỏ ra thích hợp hơn đối với các hòa giải viên. Vấn đề xấu xa là phức tạp về mặt nhận thức và đầy xung đột, các nhà tư vấn nên làm việc song song với các hòa giải viên. 6. Viết báo cáo vấn đề, soạn thảo một tuyên bố vấn đề mà khách hàng của bạn đồng ý. 7. Đánh giá cơ hội, một số khách hàng có thể không gặp vấn đề, nhưng cần trợ giúp xác định và nắm bắt cơ hội. 8. Cấu trúc vấn đề, chia nhỏ vấn đề trọng tâm của khách hàng thành các yếu tố cơ bản của nó. Làm cho các ý tưởng trừu tượng trở nên cụ thể để tham gia vào các phân tích dựa trên thực tế và cuối cùng là giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, các nhà tư vấn thu thập thông tin chi tiết về dữ liệu mạnh mẽ từ nhiều nguồn khác nhau. Nhà tư vấn thu thập và phân tích dữ liệu để đưa ra giả thuyết về nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, xác định bằng chứng tối thiểu mà khách hàng cần phải chấp nhận những giải thích giả thuyết của họ. Các nhà quản lý sử dụng phân tích so sánh để so sánh dữ liệu khách hàng liên quan đến một vấn đề với dữ liệu của đối thủ cạnh tranh của họ hoặc phân tích trình điều khiển, phân tích vấn đề thành các yếu tố cơ bản của nó. Các nhà tư vấn đưa ra các ước tính thông minh bằng cách lôi kéo khách hàng và các bên liên quan hiểu biết khác vào quá trình ước tính. Chuyên gia tư vấn đánh giá dữ liệu từ quan sát, phỏng vấn, khảo sát và nghiên cứu tại bàn, các nguồn dữ liệu thứ cấp. Họ có thể sử dụng dữ liệu lớn để theo dõi, chẳng hạn như hành vi mua hàng của khách hàng để hiểu rõ hơn về vấn đề của họ, cũng như internet of things, IoT để thu thập dữ liệu từ các thiết bị thông minh theo dõi sức khỏe và hành vi của mọi người. Các nhà tư vấn có thể tạo dữ liệu của riêng họ thông qua các thí nghiệm và mô phỏng. Với sự giám sát của các nhà quản lý, khi dữ liệu bị thiếu hoặc chứng tỏ quá khó để thu thập, chuyên gia tư vấn phải đưa ra những phỏng đoán sáng suốt dựa trên thông tin thu thập được từ các bên liên quan và khách hàng. Vì các nhà quản lý chịu trách nhiệm cuối cùng về phân tích dữ liệu của nhà tư vấn, họ cũng phải kiểm tra và thống nhất các kết quả, các nhà tư vấn tạo ra các giải pháp phức hợp cho các vấn đề hoạt động và chiến lược. Các nhà tư vấn tạo ra các giải pháp với nhiều thành phần mà họ có thể cấu trúc trong khuôn khổ sau để đánh giá các phương án khác nhau khi giải quyết các vấn đề vận hành quy trình, nhà tư vấn xác định các giải pháp liên quan đến các lựa chọn quy trình, chẳng hạn như cải tiến thiết kế. Khả năng và nguồn lực, các nhà tư vấn đánh giá năng lực của tổ chức để thực hiện các giải pháp tổng hợp và liệu họ có cần thực hiện các thay đổi, chẳng hạn như nâng cao kỹ năng cho người lao động hay không. Hệ thống và cấu trúc, các nhà tư vấn đánh giá hệ thống phân cấp và động lực quyền lực của tổ chức và liệu họ có nên đề xuất các thay đổi, chẳng hạn như ủy quyền kiểm soát cho người lao động hoặc kiểm soát tập trung. Văn hóa các nhà tư vấn phản ánh về việc liệu các giải pháp mới có yêu cầu các giá trị mới, chẳng hạn như tập trung vào ý thức về chi phí. Các nhà tư vấn phát triển nhiều giải pháp, nhưng khách hàng chỉ có thể thực hiện một giải pháp. Do đó, các nhà tư vấn đánh giá tất cả các giải pháp, giả thuyết giải pháp được chấp nhận với các tiêu chí đánh giá của khách hàng và lựa chọn những giải pháp tốt nhất. Đối với các giải pháp tổng hợp cho các vấn đề chiến lược, các chuyên gia tư vấn áp dụng khuôn khổ này để phản ánh các phương án có khả năng xảy ra. Arena, lĩnh vực hoạt động của khách hàng là gì và họ có cần thực hiện thay đổi không? Ví dụ, nếu khách hàng bán cho các bệnh viện thì chỉ nên tập trung vào các bệnh viện Hàn Lâm hay tất cả các bệnh viện trong khu vực? Đề xuất giá trị, phản ánh, ví dụ, về cả đề xuất giá trị khác biệt và những đề xuất giá trị thấp nhất có thể. Mô hình tạo ra giá trị, suy ngẫm về các cách để tạo ra nhiều giá trị hơn, chẳng hạn như dành một dây chuyền sản xuất cho một mẫu sản phẩm. Mô hình nắm bắt giá trị, doanh nghiệp sẽ tạo ra lợi nhuận từ các hoạt động của mình như thế nào? tiếp theo về việc thực hiện thành công các dự án thúc đẩy chu trình tư vấn quản lý khi các nhà tư vấn trình bày công việc của họ họ cố gắng biến những ý tưởng phức tạp trừu tượng trở nên cụ thể bằng cách đơn giản hóa các giải pháp càng nhiều càng tốt các nhà tư vấn không tạo ra một sản phẩm vật chất mà khách hàng có thể chạm vào hoặc nhìn thấy và do đó các chỉ số rõ ràng về giá trị hiệu suất của họ trở nên khó nắm bắt khi thực hiện các giải pháp với các nhà quản lý và các bên liên quan chuyên gia tư vấn nên chú ý đến khoảng cách thực hiện liên quan đến sự khác biệt giữa các giá trị mới và cũ. Các nhà tư vấn chia nhỏ những khoảng cách này thành một tập hợp các hành động cụ thể có thứ bậc mà tổ chức phải thực hiện để đóng chúng lại. Đôi khi, các bên liên quan mới có thể xuất hiện trong quá trình này, những người không ủng hộ việc thu hẹp những khoảng cách này, vì vậy các nhà tư vấn phải lập kế hoạch nâng cao nhận thức về nhu cầu thay đổi và tạo ra sự liên kết, các dự án kết thúc, nhưng mối quan hệ tư vấn, khách hàng thì không. Đây là ý tưởng của chu trình tư vấn quản lý, sau khi chuyên gia tư vấn thực hiện xong một dự án họ đánh giá công việc của họ với khách hàng, phản ánh về hiệu quả của giải pháp và giá trị gia tăng của nhà tư vấn. Chuyên gia tư vấn phản ánh về việc liệu khách hàng có thể đạt được kết quả tương tự trên thực tế mà không có sự hỗ trợ hoặc tư vấn của công ty hay không và về mức độ hài lòng của khách hàng. Các nhà tư vấn xem việc triển khai như một quy trình lặp đi lặp lại, dựa trên vòng lặp, bởi vì những khách hàng hài lòng đề nghị công việc kinh doanh lặp lại. Cảm ơn bạn đã nghe bản tóm tắt ngắn mà Takebuk đã thực hiện, bạn đã học được gì từ sách? Bạn có thể bình luận vào phần nghe bên dưới các ý chính mà bạn ấn tượng nhất trong các ý sau nhé. 1. Các nhà tư vấn quản lý tư vấn độc lập cho các nhà quản lý về các quyết định quan trọng. 2. Số hóa đang chuyển đổi kỳ vọng của các công ty khách hàng và thay đổi tư vấn thành một sản phẩm. 3. Địa vị ưu tú và đặc quyền của công việc tư vấn thu hút những sinh viên tốt nghiệp ngành kinh doanh. 4. Các đối tác cố gắng chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng đã cam kết thông qua hình thức bán hàng mềm. 5. Các nhà tư vấn xác định và định hình các vấn đề thực tế của khách hàng bằng cách sử dụng tư duy phản biện, 6. Các nhà tư vấn thu thập thông tin chi tiết về dữ liệu mạnh mẽ từ nhiều nguồn khác nhau, 7. Các nhà tư vấn tạo ra các giải pháp phức hợp cho các vấn đề hoạt động và chiến lược, 8. Thực hiện thành công các dự án thúc đẩy chu trình tư vấn quản lý. Cảm ơn bạn đã lắng nghe sách này. Sách được cộng sự TK Book dịch ra từ sách nước ngoài và được rút gọn lại theo cách nghĩ của TK Book và dùng phần mềm ghi âm lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt Nam nghe hiểu ý chính của sách trong vòng 15 phút và áp dụng ngay vào cuộc sống. Đây là sách nói có bản quyền của TK Book. Trong quá trình dịch, chỉnh sửa tóm tắt thông tin có phần sai sót, sai ý là điều không thể tránh khỏi. Mong quý bạn góp ý để TK Book khắc phục và hoàn chỉnh hơn, để góp ý về chất lượng sách nói. Vui lòng gửi email đến TK Book. Để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản các bạn có thể mua sách gốc. Để ủng hộ TK Book các bạn có thể mua phần ebook và audio của TK Book với giá chỉ 30.000 Việt Nam đồng. Bạn có thích bản tóm tắt này không? Kiến thức này có đáng để chia sẻ không? Tất cả bạn bè của bạn có thể đọc toàn bộ bản tóm tắt này, thậm chí không cần đăng ký. Để ủng hộ kênh các bạn có thể like, đăng ký kênh để theo dõi sách mới hàng ngày, che sách này đến bạn bè, người thân của bạn. Đó cũng là động lực cho TK Book để tạo thêm được nhiều sách nói hay hữu ích cho cộng đồng và bạn đọc, TK Book, nơi bạn khám phá tri thức trong 15 phút, nơi mà bạn có thể hiểu và nắm được những ý chính từ sách trong một cuộc sống bộn bề bận rộn như ngày nay để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.